Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh video của điện máy Cường Linh. Thì hiện nay cái nhu cầu sử dụng máy làm để làm đậu phụ, xay đậu nành, làm đậu phụ thì rất là lớn. Thì với ngày xưa thì chúng ta cần phải xay đậu phụ ra rồi lại có thêm cả cần thêm cả một cái máy vắt. Thì hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị các bạn máy vừa xay vừa vắt đậu phụ liên hoàn. Đấy, vừa xay nó có hai chức năng, vừa xay vừa vắt luôn, không cần phải dùng hai máy, không cần phải là tốn nhiều chi phí cũng như là tốn nhiều diện tích sử dụng, mà chỉ cần một cái máy này thôi là chúng ta có thể xong cái quá trình xay cái đậu phụ ra, xay đậu nành ra để làm đậu phụ. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến cái máy này đến quý quạ. Thì đây là cái phần máy của chúng ta, đây máy xay vắt đậu, máy xay đậu tự vắt liên hoàn. Đấy, sản phẩm tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu. Thì đây là cái bảng thông số của máy đây. Máy xay tự vắt liên hoàn này. Đấy, kích cỡ đá là 12,5. Sử dụng điện 220V, công suất 2,2 kW. Đấy, năng suất là từ 60 đến 80 kg đậu một giờ, rất là lớn. Đấy, sử dụng tần số 50 Hz. Đây có mã vạch dùng để xuất khẩu đây, 893, cái đầu 893 này là mã vạch của Việt Nam. Đấy, do công ty cơ khí Mạnh Quân. Đây là cái chiều quay, đây là có hiển thị chiều quay của cái phần cái đá bên trong, nó quay theo chiều này. Còn ở đây là có cái chiều thô mịn này, là nó để điều chỉnh cái này. Cái này là cái bánh để điều chỉnh thô mịn thì chúng ta vặn cái này. Đấy, vặn theo chiều này thì nó sẽ vặn mịn, còn vặn theo chiều này thì nó sẽ thô. Thì sau đây tôi sẽ giới thiệu chi tiết từng phần cho quý bạn cùng xem. Thì đây là cái phần chân đế của máy này. Thì máy được làm hoàn toàn từ nhôm nguyên khối như thế này. Từ nhôm nguyên khối nhé. Đấy, chân đế cũng làm bằng nhôm đúc rất là chắc chắn ở đây, nhìn rất là vững. Đấy, ở phần phía dưới chân đế thì có các núm cao su như thế này, có các tấm cao su, có các lớp cao su ở đây, có chân bằng cao su ở đây. Thì cái chân cao su này đảm bảo cho máy nó êm, nó vững này, cũng như là để chúng ta để lên nền gạch hoa thì các thứ thì nó không bị trượt. Đấy, rất là chắc chắn, rất là đồng máy này. Đấy, chân ba chân vững như ba chân đây, nó bằng ba chân. Có cái nhôm đây, đây là cái này bằng nhôm nguyên khối rất là dày, nhôm nó dày khoảng một phân. Đấy, dài khoảng 1 phân. Còn ở đây là cái phần động cơ này. Động cơ 2 kg 2 dây đồng. Thì nó nằm ngay ở giữa này. Và đây là cái tấm chắn bảo vệ thì động cơ cũng như là chắn nước bay vào động cơ thì nó nằm ở đây. Đấy, thì cái tấm này nó có hơi lỏng lẻo nhưng cái này không ảnh hưởng gì đến chất lượng của máy cả. Nó chỉ là cái tấm chắn bảo vệ động cơ thôi. Cái tấm này cũng làm hoàn toàn bằng inox này. Đấy, cái dây là dây điện vào của máy. Động cơ motor dây đồng 2 kg 2. Còn đây là cái cối nghiền của nó, cái bộ nghiền của nó. Để cái bộ này thì làm hoàn toàn bằng nhôm và bên ngoài được phủ một lớp inox rất là sáng bóng ở đây. Làm bằng nhôm và ngoài là bằng inox sáng bóng. Ở bên này thì nó có hai cái khóa như thế này. Khóa cũng rất là dễ tháo mở để chúng ta có thể mở ra vệ sinh máy, hoặc cũng như là thay đá hoặc là thay cái sàng lọc của nó. Đấy, rất là chắc chắn. Ở đây là cái đầu ra của máy này. Thì lúc chúng ta xay thì cái nước nó sẽ chảy ra đây, chúng ta sẽ dùng chậu chúng ta hứng ở đằng trước này. Đấy, còn cái phần bã của nó thì nó sẽ được văng ra đây. Đây, nó văng ra đây, nó văng ở phía dưới này. Cái tấm này để giúp cho cái bã nó không bị văng lung tung này. Bã nó sẽ cứ có cửa ra ở đây. Đấy, hoàn toàn bằng nhôm, đằng inox rất là chắc chắn. Còn trên này là cái phễu của máy. Cái phễu của nó thì được làm hoàn toàn bằng inox như thế này. Đây, làm bằng inox rất là sáng bóng, dày, chắc chắn. Đấy, chúng ta có cũng dễ tháo mở như thế này. Đấy, chúng ta chỉ cần vặn ra thôi là nó cái phễu nó sẽ ra. Đấy, còn vặn vào thế này thì nó sẽ vào chặt. Rất là dễ tháo mở, tháo lắp. Đấy, vặn vào chặt chặt xong rất là dễ. Ở đây có một cái như cái vô lăng đây là chúng ta vặn để điều chỉnh độ mịn của là máy. Đấy,
máy công suất 60 đến 80 kg đậu một giờ, làm rất là lớn, làm xay đậu ra rất là mịn. Đấy, lọc được bã. Thì sau đây tôi sẽ tiến hành cắm máy lên cho quý bạn cùng xem này. Thì tôi đã đấu điện sẵn đây rồi, cắm điện 220V thôi nhá. Điện gia đình thôi. Đây. Quý vị và các bạn có thể nghe thấy tiếng rất là êm. Máy chạy rất là êm, motor ra đồng 2 kg ha. Nghe tiếng ù của máy. Đấy, sờ tay vào đây có thể cảm giác được là máy nó quay này. Đấy, đây là gió quạt ra ở đây. Gió nó quạt ra ở đây rất là mát ở đây. Đấy, đây gió ở đây nó cũng rất là mát này. Đây tôi dùng cái bao để quý bạn có thể nhìn thấy cái gió nó quạt này. Đấy, cái gió nó quạt ra đây. Đấy, ở đây nó cũng thế này. Đấy. Máy nó quay rất là êm, nó chỉ nghe tiếng cái động cơ thôi, nghe tiếng đá quay thôi. Máy làm tông rất là chuẩn cho nên là máy quay rất là êm. Đây, tôi sẽ tiến hành mở ra bên trong cho quý bạn cùng xem. Đây, chúng ta có hai cái khóa như này, chỉ cần mở ra sau đó nhấc lên. Đây, máy đang còn quay rất là êm này. Đây là cái bề mặt trên của đá này. Đá nó đường kính 12,5 ly. Đây là cái bề mặt trên của đá. Cái đá này thì nó đứng im này. Đấy, ở đây có một cái lò xo ở đây. Cái lò xo này có tác dụng là lúc chúng ta vặn cái này này, thì lò xo này lúc chúng ta vặn vào thì cái lò xo này sẽ ép chặt vào, kéo cái viên đá này lên này. Thì nó sẽ tăng khoảng cách giữa hai viên đá này, thì nó sẽ xay thô. Còn lúc chúng ta xay mịn thì chúng ta chỉ cần mở cái này ra. Đấy thì có cái lực co giãn của lò xo để ép cái viên đá này xuống. Đấy, ép hai viên đá vào với nhau. Ép cái viên đá này vào cái viên đá trên máy này. Đấy thì làm cho hai viên đá nó sát nhau để xay đậu rất là mịn. Thì đây là cái bên trong của máy. Đây là cái màng lọc của nó. Đấy, còn đây là cái đá của nó, đá xay của nó ở đây. Đây, nó quay rất là êm, dễ quay như thế này. Đấy, có thể dùng tay quay rất là dễ. Ở đây cũng cái bộ này cũng làm hoàn toàn bằng nhôm. Đấy, cái đá này thì cũng rất là dễ sử dụng và dễ thay thế. Và giá thành nó cũng rất là rẻ. Còn cái màng này cũng rất là rẻ luôn, cũng dễ thay thế luôn. Còn toàn bộ cái này thì làm hoàn toàn bằng nhôm. Sạch, không bị rỉ sét. Lúc chúng ta xay xong chúng ta chỉ cần mở ra, chúng ta vệ sinh dội nước qua là sạch. Đấy, cái đá này chúng chỉ cần vặn cái ốc này thôi là chúng ta có thể tháo được đá ra. Ví dụ như cái đá này thì là chúng ta tháo ba con ốc vít ở đây. Đấy là chúng ta có thể thay đá luôn được luôn cho đá cho nó. Đây tôi sẽ cắm máy không lên như thế này cho quý bạn cùng xem. Đấy. Quý vị các bạn có thể nhìn thấy nó quay, cái tông của nó rất là êm. Nghe tiếng của động cơ. Cái này là nó có tiếng kêu là do cái này nó đánh vào đây này. Nó rút cái này nó đánh vào thân máy nên nó có tiếng kêu này. Đấy. Quay rất là nhanh. Đấy. Đấy, quay rất là im. Đấy, quay mãi luôn. Cái này rất là, cái trục của nó rất là trơn, rất là bon. Thì quý bạn có nhu cầu mua máy xay vắt đậu liên hoàn, máy xay đậu cực vắt thì vui lòng liên hệ điện máy Cường Linh, địa chỉ 923 Giải Phóng Hoàng Mai, Hà Nội, hoặc có số điện thoại chúng tôi để bên góc trái màn hình. Quý và các bạn có thể liên hệ để tư vấn cũng là báo giá tốt nhất về sản phẩm. Cảm ơn quý các bạn đã theo dõi video. Bấm đăng ký kênh để máy Cường Linh để xem các video mới nhất từ chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.